À, xin chào anh Tài, có thể cho biết cái cảm xúc của mình ngay lúc này được nhờ. Thật sự thì hôm nay rất là vui. Tuy mình không thi đấu được 90 phút nhưng mà đồng đội đã cố gắng hết sức để trận đấu khó khăn. Thì bản thân Tài thì cũng rất là vui. Tại vì thật sự thì cấp quốc gia thì đương nhiên thì Tài cũng đã nhiều lần, hai lần giành chức vô địch. Nhưng mà lần này giành chức vô địch một cái đội bóng mới mà Tài vừa bước chân tới. Thì đây là một cái niềm vui, rất là vui khi mà được cái thành tích mà quốc gia công bố nổi. Tài đánh giá như thế nào về cái cuộc thi cuộc đấu năm nay, bởi vì là có vẻ như là câu lạc bộ Hà Nội quãng thời gian trước là gặp hơi nhiều khó khăn, nhưng mà qua những cái trận đấu tại cúp quốc gia thì có vẻ như là đội bóng đá bắt đầu trở lại với guồng quay của mình. Thật sự thì cái thời gian này thì Hà Nội rất gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự, thì bản thân bây giờ cũng rất gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà anh em động viên nhau cố gắng tập luyện trên sân cũng như là thi đấu ngoài sân, làm tinh thần tốt nhất để giành kết quả tốt nhất. Thật sự thì không riêng gì đầu mùa giải Hà Nội khó khăn, nhưng bây giờ cũng là rất là khó khăn, nhưng mà anh em động viên nhau cố gắng, mình tập luyện trên sân và thể hiện trên sân. Tốt. Thật sự thì những chiến thắng nó không dễ dàng lúc nào cả. Thì cái đây là một cái sự cố gắng của tập thể đội bóng, cố gắng từng cái con người trên sân, cố gắng từng những buổi tập của đội bóng thì tốt. Thì thật sự thì cũng rất là bất ngờ thôi, nhưng mà cái giành thắng lợi những cái đội bóng như thế thì đương nhiên đội bóng của Hà Nội giành chiến thắng xứng đáng. Thì